Rừng là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường cho trái đất chúng ta. Rừng còn là địa bàn, môi trường sinh sống, tạo sinh kế và lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa, tri thức, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Do phát triển hạ tầng, chuyển đổi mục đích khai thác gỗ bất hợp pháp từ nhiều năm trước nên rừng đã bị tàn phá, suy giảm nhiều. Đây là một nguyên nhân gây nên phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Ngày nay, biến đổi khí hậu là tâm điểm, thách thức lớn nhất đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả là vấn đề cấp thiết trên hành tinh và đất nước Việt Nam chúng ta. Để nâng cao lợi ích tổng hợp của rừng, chính phủ đã có nhiều chương trình như trồng mới 5 triệu hectare rừng trước đây, phát triển lâm nghiệp bền vững, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay, đồng thời thu hút các dự án nước ngoài, tổ chức quốc tế hỗ trợ. Trong đó, chương trình Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình tài trợ các dự án nhỏ, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc là chương trình có nhiều đóng góp thành công tại Việt Nam. Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc thì chúng tôi đã thực hiện ở Việt Nam trong hơn 25 năm qua. Chương trình này tài trợ cho các cái sáng kiến của cộng đồng trong các vấn đề về bảo vệ môi trường, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến bảo tồn tính đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, các cái giống loài đặc hữu của Việt Nam, thế và các cái chương trình hoạt động liên quan đến thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, các chương trình liên quan đến bảo vệ nguồn nước cũng như là hạn chế thoái hóa đất và hoang hóa. Thì ở Việt Nam đến nay thì chúng tôi đã tài trợ cho khoảng 185 chương trình dự án với khoảng hơn 8 triệu đô la Mỹ, triển khai trên khoảng 45 tỉnh thành trên toàn quốc. Thì ở Nghệ An thì cũng đã bắt đầu tài trợ từ rất sớm, đã làm việc với các cơ quan xã hội của tỉnh Nghệ An là khoảng từ năm 2001 và đến nay thì đã tài trợ khoảng 14 dự án và với tổng kinh phí tài trợ là gần 1 triệu đô la Mỹ. Tại huyện Ba Mia, Quế Phong, từ năm 2014, thông qua Trung tâm Tư vấn Phát triển Lâm nghiệp Nghệ An, chương trình đã tài trợ cho 3 dự án tại 19 thôn bản thuộc 5 xã Nậm Nhóng, Châu Thôn, Nậm Dài, Đồng Văn, Thông Thụ. Các dự án đã mở 53 lớp tập huấn, hội nghị, có 2.503 người tham gia. Xây dựng thành công 4 loại mô hình sinh kế gồm 334 hectare cây bon bò, 133,8 hectare cây trẻ hoa vàng, 1.483,7 hectare lùng, 19 hectare mét, có 667 hộ tham gia và hưởng lợi từ dự án. Tổ chức giao đất, giao rừng cho 4 cộng đồng, diện tích 404 hectare, thành lập 18 tổ hợp tác xã, 2 hợp tác xã, xây dựng 2 lò sấy lâm sản ngoài gỗ, thành lập 4 quỹ vay vốn quay vòng phát triển sinh kế cho 2 hội nông dân xã, 2 hội phụ nữ xã ở 4 xã, tổng kinh phí hỗ trợ 860 triệu đồng. Cùng với đó, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành 3 quyết định về kỹ thuật và giao đất giao rừng. Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành 14 quyết định liên quan và hỗ trợ lễ hội cúng rừng cộng đồng. Sản xuất 1 video phóng sự truyền hình, xây dựng 10 bảng cố định, in ấn 1.000 tờ lịch, 600 sổ tay và hàng trăm tin bài về dự án trên các báo đài, trang thông tin điện tử. Lúc đầu gia đình tôi tham gia dự án thì mới có 1 hectare. Từ 1 ha thì hiện nay gia đình tôi là nâng lên được nhân rộng ra được 3 ha. Vừa chăm sóc vừa bảo vệ thì là 1 ha là tương đương là 10 triệu đồng trên 1 năm. Tôi thấy cái mô hình trồng bon bò dưới tán cây này thì là cũng phù hợp với đất đai của vùng. Được sự quan tâm hỗ trợ của dự án Quỹ Môi trường Toàn cầu, chúng tôi đã được thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vào năm 2017, có 24 thành viên. Dự án đã hỗ trợ cho chúng tôi một lò sấy để mục đích là sấy hạt bon bò và các lâm sản phụ khác, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Quế Phong là huyện có nhiều cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao. Với sự giúp đỡ của dự án, đã có nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện như các hộ gia đình ở xã Đậm Dài, Thông Thụ, Đồng Văn đã tham gia mô hình bảo vệ, khoanh nuôi, khai thác cây lùng, cây trẻ hoa vàng, cây bon bo theo phương thức bền vững và lan tỏa trong cộng đồng. Bản Áng Đưa chúng tôi hiện nay là có 60 hộ là tham gia dự án từ
mô hình sinh kế cây lùng, cây chuối hạ vàng, cây bon bo và cây mét. Năm 2022 thì được thanh toán là 100% cả về diện tích của các hộ, mang lại thu nhập cho các hộ gia đình là từ cây lùng thì bình quân là 5 triệu là trên một hộ, cây chuối hạ vàng thì 3 triệu đồng là bình quân là trên một hộ. Rút ra từ bài học thành công của tham gia dự án, cái thứ nhất là làm tốt là công tác là tuyên truyền, cái thứ hai là tập trung là tập huấn là cho người dân, cái thứ ba là tăng cường vai trò là ban giám sát cộng đồng để tổ chức thực hiện là có hiệu quả. Năm 2015 thì có là cái dự án xoay vòng vay vốn của tổ phát triển và bảo tồn cây bon bo, dự án là hỗ trợ cho 80 triệu. Thì đến nay bên hội nông dân cũng đang duy trì cái chỗ vốn để mà xoay vòng để phát triển cây bon bo. Cái thứ hai là ngoài cây bon bo ra thì cùng hội cũng đã triển khai thêm là cái chỗ mà để cho các hộ hội viên là vay thêm là cái chỗ quỹ để xoay vòng để trồng thêm cây lá dong với cái bon bo. Thì đến thời điểm hiện tại thì nói chung là cây bon bo với cây lá dong thì hiện tại là phát triển rất tốt. Ngoài cái đồng thực hiện cái mô hình á thì hàng năm là đóng góp về cái hạt bon bo. Thì đóng góp cái hạt bon bo thì là cứ mỗi cái hộ thì đóng góp là một năm là 3 tấn hạt bon bo để tăng thêm cái chỗ là cái nguồn vốn. Sau khi tiếp nhận quỹ đợt đầu 100 triệu thì chúng tôi là bình xét cho các hộ dân vay, mức vay là 10 triệu đồng trên một hộ. Và vay để phát triển mô hình sinh kế là trồng cây bon bo và cây chè hoa vàng, và lãi suất cho vay là mức lãi suất thấp nhất của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tại xã Nam Giải, cái dự án hỗ trợ giao đất giao rừng cho đồng bào nhân dân cộng đồng 4 bản trên 400 hecta, giúp Ủy ban nhân xã và ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt xây dựng quy chế phối hợp trong cái công tác bảo vệ và chăm sóc rừng, đồng thời cũng hỗ trợ tổ chức cái lễ hội, cái cúng rừng. Từ việc phối hợp ba cái dự án của Quỹ Môi trường Toàn cầu thì chúng tôi thấy việc thực hiện cái ba cái nội dung này rất là hiệu quả. Từ việc khảo sát rồi là phối hợp tuyên truyền cho đến công tác thực hiện, và trên địa bàn thì đã thực hiện tốt cái nội dung là đảm bảo cái sinh kế cho người dân gắn với bảo vệ rừng bền vững. Trong đó có phát triển các loại cây, đó là cây chè hoa vàng, cây bon bo, cây mét và một số cái loại cây khác, bản địa khác có giá trị kinh tế cao. Và huyện cũng đã thực hiện cái việc là lồng ghép giữa các nguồn vốn, các chương trình, trong đó có cả các chương trình mục tiêu của quốc gia và cái nguồn vốn từ ngân sách huyện để thực hiện cái việc là cùng với Quỹ Môi trường Toàn cầu thực hiện cái việc đảm bảo cái sinh kế cho người dân và bảo vệ rừng bền vững. Kết quả của dự án bắt nguồn từ sự giúp đỡ có hiệu quả nhiệt tình của Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình tài trợ các dự án nhỏ, chương trình phát triển Liên Quốc, sự tận tâm vì công việc, vì cộng đồng của các con tiếp nhận và thực hiện dự án, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ tham gia nhiệt tình của các hộ tham gia dự án trên địa bàn huyện Quế Phong. Bằng cách tiếp cận cụ thể, khoa học theo phương thức hành động cộng đồng, tư duy toàn cầu, gắn kết các mục tiêu, lĩnh vực trọng tâm của chương trình với chủ trương chính sách của nhà nước và đáp ứng lợi ích của cộng đồng. 10 năm đồng hành cùng huyện Quế Phong, kết quả dự án là những bông hoa tươi thắm góp phần bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tại huyện vùng cao Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Em đến với rừng, đâu chỉ vì rừng xanh thơm hương. Em đến với rừng, vì tình yêu màu xanh quê hương. Anh đến với rừng, đâu chỉ vì rừng mơ trong sương. Anh đến với rừng, bởi rừng xanh yêu thương.
cả một niềm tin tương lai.